Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn cái cách ghép mít. Thì để ghép mít mà dính thì trên cái bo ghép là các bạn phải khất khất da trước một tuần, cái nhánh nào các bạn lấy bo đó. Khất da mình khất da trước một tuần. Rồi mình cũng cắt cái đầu ghép trước luôn cho nó chảy mẫu khô đầu hết. Mới tiến hành ghép. Thì đầu tiên là mình khui cái gốc ghép ra. Các bạn cắt khoảng chừng gốc ghép ăn cắt đọt khoảng chừng 5 tấc ha. Mình trừ hao mình ghép có hỏng dính thì mình còn ghép lại khúc dưới. Đây là cây mình không có bứng lên, mình ghép ở tại gốc luôn. Cho nên nó còn mẫu. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái bo ghép. Mình không có dao bén thì mình cắt bằng lưỡi lam. Bạn cắt cho ngót. Thì mình cắt hai cái đầu xéo như thế này, mình không có cắt phía sau. Mình sẽ tiến hành đưa vô. Rồi sau đó mình sẽ dùng dây mình buộc lại. Đó thì trồng ni lông vô giữ ẩm. Vậy là xong. Thì phán ăn hơn 20 ngày nó sẽ nhảy mầm. Hôm nay là tròn tháng rồi. Đây. Cái này dính này này nè, mình lại bỏ cái tuột gừng. Đây à, xanh 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 nè, nó lên nhỏ xíu, có cái thì lên cao, có cái lên thấp, cái này thì chưa lên luôn. Cái nào mà hồi mình ghép mà cái bo nó còn xanh nó thì nó lên sớm. Đây à,
Xanh xanh chút nè. Cái này thì chưa lên, dính nó mà chưa lên. Cái này hai bo mình ngắt vỏ bớt con bo cho nó mập, hai cái lên nè. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Chúc các bạn thành công, vui khỏe.